Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết và nhiều người bị thương tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi nạn nhân, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc. Lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo về tình hình, nguyên nhân vụ việc, phối hợp với văn phòng chính phủ ra công điện của thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự. Hiện đoàn công tác do phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn đang trên đường đến Tuyên Quang để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Tuyên Quang, khoảng 1 giờ 36 ngày 5 tháng 3, tại km 151 quốc lộ 2, thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Xe khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội, biển số 23F00058, chạy theo hướng Hà Giang-Tuyên Quang, đã va chạm với xe container chở Lạc Ngô từ Hải Phòng đi Hà Giang, biển số 15C07526, kéo theo rơ móc biển số 15R00896. Vụ tai nạn đã khiến 5 người chết tại chỗ, 5 người bị thương phải đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh, sở giao thông vận tải đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Kết quả kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không có nồng độ cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bệnh viện Đa khoa phương Bắc Trung tâm cấp cứu 115 và các lực lượng khác đã tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả